Các bạn theo dõi cho thầy bài tập tiếp theo Hãy viết số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tích bằng 60 Đề bài yêu cầu này, nhỏ nhất nha Thầy không ngoài chân nữa bởi vì tương tự rồi Có các chữ số khác nhau Khác nhau mà tích Đó, ở khác chỗ này Tích bằng 60 Tích bằng 60 Để nhỏ nhất thì nó phải có ít chữ số nhất có thể đúng không? Do đó, ta sẽ phải phân tích cái 60 này này thành tích các thừa số khác nhau, tích các thừa số khác nhau. Tất nhiên thừa số ở đây là có một chữ số mà mà sao cho ít thừa số nhất có thể, ít thừa số nhất có thể. Cách làm là gì? Trước tiên, các bạn cứ phân tích 60 này một cách bình thường đúng không? Chúng ta thấy là 60 chia cho 2 được là 2 à, nhân 30 đúng chưa? 30 tiếp tục phân tích thành các thừa số khác thành 2 nhân 3 nhân 10 Làm. tiếp tục thành 2 nhân 3 nhân 3 và nhân với à, thầy xin lỗi. Chỗ này là 2. 2 Chỗ này là mấy nhỉ? à, phân tích thành 2 nhân 10 15 đúng chưa tiếp thành 2 nhân 2 nhân 3 nhân 5 hết à các bạn thiếu một cái này nhân 1 nữa chưa? chúng ta phân cứ phân tích một cách thoải mái thành tích các chữ số đó nhá tích các chữ số bây giờ ta sẽ xem để mà có ít chữ số nhất có thể thì tất nhiên ta phải ghép à ta phải ghép lại ghép lại ghép lại thì nó ít chữ số nhất đúng không Đấy. chữ số 5 ghép được không không được vậy ta giữ nguyên ta giữ nguyên chữ số 5 tiếp theo một à năm được chứ năm ghép với một đúng không vậy ta gạch bỏ đi gạch bỏ năm một thế còn hai hai ba thì ta có hai cái ghép ghép thứ nhất là ta ghép hai với hai thì ta được là gì bốn còn ba thôi đúng không Kép thứ hai là ta kép 2 với 3 thì ta được một cái cách nữa là 2 nhân 6 và nhân với 2. 5 nhân 6 nhân 2. Chúng ta có hai cái ghép. Đến đây rồi các bạn xem ghép được không? Không được vì sao? Vì 3 nhân 4 là 12 hoặc là 2 nhân 6 là 12 nó là không phải chữ số. Và hai <laughs> cái cách ghép này đều cho ta ba chữ số, 3 thừa số. Vấn đề ta sẽ chọn thừa số nào? thỏa mãn đề bài tức là nhỏ nhất đây rất dễ thấy rồi đến đây chúng ta sẽ viết số nhỏ nhất nó là sẽ là 345 và số nhỏ nhất đây sẽ là 256 256 rất dễ so sánh ta sẽ thấy ngay số cần tìm nó chính là 256 được chưa nào ở bài này các bạn lưu ý này lưu ý có có thừa số 1 ở đây nữa nhưng với bài này thì từ số 1 không có ích Nhưng đối với cái bài toán chẳng hạn như là tìm giá trị lớn nhất chẳng hạn nhá Các bạn xem này Nếu mà lớn nhất thì sao Thì chúng ta phải phân tích Thầy viết lại nhé 2 x 2 x 3 x 5 x 1 Lớn nhất thì nó phải càng nhiều chữ số nhất Càng nhiều chữ số nhất Thì nó mới lớn nhất được Do đó lúc này chữ số 1 nó sẽ phát huy này chưa? Đấy. Vậy đây ta thấy này. À 1 2 3 4 5 chữ số rồi. 5 số hạng à 5 thừa số là nhiều nhất rồi, nhưng nó lại có hai thừa số giống nhau. Nó không thỏa mãn điều kiện khác nhau này, này. đúng không? Do đó ta phải ghép lại. Ta phải ghép lại sao cho nó khác nhau đi. Ở đây ta vẫn giữ nguyên 1 và 5 vì không ghép được nữa, đúng không? Đó, thế còn 2 2 3 thì ta sẽ ghép 2 với 2, tương tự lúc trước đúng không? Thì sẽ được 4 nhân 3 hoặc ta ghép 2 với 3 thì ta được là 1 nhân 5 nhân 3 nhân 6. Đúng chưa? Ghép 2 với 2 hoặc 2 với 3. À, đó ta có hai cái ghép này. Với hai cái ghép này thì đều có 4 đều có 4 thừa số. Vấn đề ta tìm số nào lớn nhất thôi. Số lớn nhất đây là 5 4, 3, 1. Con số lớn nhất đây là 6, 5, 3, 1. Rõ ràng số này thỏa mãn. Đấy. Đấy. Ở ví dụ này thì chữ số 1 nó phát huy. Đúng chưa? Đấy. Ta qua mới bài tập vừa rồi. Ta kết thúc cái buổi học về cái chủ đề viết số nhỏ nhất hoặc lớn nhất thỏa mãn điều kiện nào đó. Phần bài tập về nhà. Các bạn lưu ý nhé Bài tập về nhà Thầy sẽ cho dạng bài tập dạng file Các bạn hãy làm bài tập Các bạn hãy tự làm bài tập Sau đó sẽ gửi cho thầy cái đáp án Đáp án hoặc lời giải vào cái địa chỉ mail này Được chưa? Khi mà thầy nhận được thì thầy sẽ chấm và thầy sẽ phản hồi lại cái đáp án cùng với lời giải. Còn nếu bạn nào không gửi, có nghĩa là các bạn không làm. Không làm thì mà thầy lại không biết địa chỉ email của các bạn thì thấy không gửi mục đích là gì mục đích đây là thầy muốn các bạn tự giác làm bài tập được ra trong quá trình học tập có vấn đề gì các bạn hãy gọi hai số điện thoại này thầy lại tư vấn trực tiếp xin chào các em